sẽ cùng đồng hành với các bạn trong các dự án kiếm tiền Forex cũng như các dự án iRoboty và các dự án IDO ở trên kênh Thanh Nhờ Nè. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án BNB Hunter. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo các bạn thành phần captcha. Chúng ta nút con tin. Dự án này thì sẽ chọn là 1.000 người may mắn nhận được 4 đô token BHT. Chúng ta lần đầu do group Terra một kênh channel nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta ấn vào nút tab here. Join tiếp kênh channel. Mở Twitter. Mở Discord. Mở kênh Terra. Mở Twitter. Mở kênh YouTube channel. Follow. Làm routine pin tip. Join. Sở Discord. Làm routine này. Bài đăng về dự án này. Follow kênh iRobistapec và chia sẻ video mới nhất. Mình đã chia sẻ rồi, không chia sẻ lại nữa. Ok, bây giờ các bạn có thể ấn về từng nhà nhé. Giờ chúng ta sẽ đến cả thông tin ở trên kênh YouTube và kênh của bạn để năng lượng chúng ta lấy thông tin. Các bạn vào submit đi tên. Chọn đơn. Phần profile của kênh YouTube Twitter chúng ta copy phần profile link nhé. Peta. Username Discord. Chúng ta ấn vào copy phần username Discord này. Peta. Profiling của kênh YouTube. Chúng ta copy phần profiling của kênh YouTube này. Rồi mình cứ ấn đôn nữa. Đôn này. Yes này. Paste phần profiling kênh YouTube phía dưới đây này. Bây giờ mình sẽ đi lấy phần địa chỉ ví nhé. Ví các bạn dùng VTH ở trên chất của Net hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ VTH dọn qua trở lại page vào. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của iRope. Bây giờ thì admin sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn về dự án BNB Hunter. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.